đó, số 33 đường Lộ Tẻ, phường Tân Tạo A. À, quý vị, ở trước mặt của chúng ta là chợ Bà Hôm á, có cái tên chợ có bán hiệu Hẳn Hoi ha. Chợ Bà Hôm ha. Rồi, tất nhiên là bây giờ Duy đi một mình thì giờ không có thể, không có chỗ gửi xe. Duy không thể đi vòng bên trong chợ xem bán như thế nào, mà giờ này cũng 2-3 giờ rồi, không có còn bán sung túc như buổi sáng. Duy đang đứng bên hông chợ Bà Hôm, hồi nãy đối diện, bây giờ là ở bên hông. Bên hông cũng có để cái chữ chợ Bà Hôm cái gì. Bên ngoài người ta bán đồ tạp hóa, đồ nhựa. Còn bên trong thì Duy không có điều kiện đi vào bên trong, các bạn cũng thông cảm, tại vì giờ cũng chiều rồi, chắc có lẽ bên trong cũng không có bán gì nhiều đâu. Duy cũng cố gắng đi một vòng hết cái khu vực này cho các bạn, anh chị em nào mà người đã từng ở nơi này mà bây giờ đi làm ăn xa, các bạn vào xem, nhìn lại cái cảnh quê nhà của mình ha. Ai cũng có quê hương ha. Ở bên trong này có cái chung cư Nhất Lan Ba nè. Đây là phía bên sau của chợ Bà Hôm. Chợ Bà Hôm này hình như có ba mặt quý vị, tại vì một mặt cuối cùng là giáp với là chung cư đây. Đây tới ngã tư, cái đường chính cũng vẫn là đường Lộ Tẻ. Rồi đường gốc bên đây là đường gì đây? Đường số 3A. Đa số là khu vực này họ bán đồ thời trang nhiều, bởi vì đơn giản khu này là rất nhiều người dân ở các tỉnh miền Tây, miền Đông hay là các tỉnh ngoài Bắc luôn, họ vào đây họ nhập cư, họ ở đây. Người thì ở nhà thuê, nhà mướn, người thì làm công nhân. Khu nơi này là một cái nơi cũng dễ kiếm tiền đó quý vị, nó không có kiếm tiền sầm uất như mấy khu vực, mấy quận 3, quận 1 á, như ở đây là dân lao động mà các bạn biết rồi, không ai mà tiêu tiền nhiều bằng dân lao động hết. Đồng ý là tiêu không cao nhưng mà họ tiêu mỗi ngày luôn. Ăn nhậu ha, rồi có tiền rồi mua sắm nữa. Đừng có thấy những cái khu nào mà dân lao động là gọi là nghèo nha, không có đâu quý vị. Quý vị cũng đã từng nghe là cái bộ phim là Triệu Phú Khu Ổ Chuột rồi đó. Thì có lần nghe người ta nói rằng cái khu ổ chuột đó đơn giản, nhìn vô thấy toàn là dân nghèo không ha, nhưng mà một trong những nơi mà thu nhập kiếm tiền nhiều nhất đó là gì. Họ làm ra tiền đủ mọi hình thức ha, toàn trẻ em á. Đó là nói về bộ phim Triệu Phú Khu Ổ Chuột đó, ở bên Ấn Độ. Còn ở Việt Nam, những cái khu mà tập trung dân lao động nhiều là cái khu đó là họ chi tiêu xài nhiều lắm quý vị. Trong này có còn khu mua bán gì nữa không cho quý vị xem ha. Đường Duy vô đây là đường số 5 nè quý vị. Trong này là cái khu mua bán nhỏ lẻ cho anh chị em công nhân nè đó. Công nhân xà làm ở khu công nghiệp Tân Tạo nè ha. Thì khu công nghiệp Bugen đó. Không biết chạy xe vào được hay không, thấy ở trong có xe chạy ra. Wow, khu này đông đúc thiệt quý vị ơi, bán đồ quá nhiều luôn quý vị ơi. Khô nè ha. Wow,
chợ hàng bông, chợ rau, cũng có thể là thịt cá nằm trong này luôn. Sự thật thì chợ này mình không biết kêu tên gì luôn. Em chào anh. Anh cái chợ này kêu chợ gì vậy anh? Bãi cát Tân Tạo. Wow, dạ cảm ơn anh nhiều nha. Chúc anh qua bên đất. Anh trai nói là chợ này gọi là chợ Bãi Cát Tân Tạo quý vị. Bây giờ Duy cũng mới biết cái tên chợ, Duy tưởng đâu là chợ Bà Hôm qua tới đây chứ. Đó hai bên ha, bán thịt kìa. Thịt nè ha. Cá quý vị. Ồ cá quá nhiều quý vị. Cá biển đẹp không ha. Tôi bên kia cá nhảy sôi sói luôn. Duy mời tất cả anh chị em nào mà người dân địa phương này mà bây giờ mấy anh chị làm ăn xa thì mời vào xem clip của Duy nha. Cô bé đang lựa rơm, nắm rơm quý vị. Rất đẹp ha. Cá này là cá ba sao quý vị. Rồi có ếch nữa kìa, đẹp quá. Rồi chúc tất cả mua mai bán đắt. Duy đang ở chợ Bãi Cát Tân Tạo quý vị. Wow, tôm kìa quý vị. Quá đẹp ha, người ta để từ dĩa luôn. Chào chào cô. Chúc cô mua mai bán đắt nha cô. Wow, tôm còn sống tôi sói luôn kìa quý vị. Quá đẹp luôn, người ta để oxy cho con tôm nó tươi luôn luôn, lúc nào nó cũng tươi vậy. Tôm này là tôm hùm quý vị. Dạ tôm càng. Dạ cảm ơn cô nhiều. Dạ cảm ơn. Xin chào. Dạ đây là có anh bán cá tươi đẹp quá hả anh ha. Dạ. Rồi cảm ơn anh nha, chúc anh luôn luôn thật nhiều sức khỏe, mua bán đắt nha anh. Wow, có em trai bán nghiêu sọt hết. Cảm ơn em. Cho anh xin. Ồ, ốc đẹp quá quý vị ơi. Anh chị em nào buổi chiều thứ bảy chiều lãnh lương ra đây mua ốc nghiêu nha, về làm xương xương. Rồi cảm ơn em. Mình không ngờ cái chợ Bãi Cát này lớn thiệt quý vị. Mình nghĩ rằng là nhỏ thôi nhưng mà lớn quá quý vị. Tiếng rau chào mời thật là rơm rã quý vị ha. Bên trái thì có hàng bông, hàng rau. Đây là cặp thông với là quốc lộ 1 nha quý vị. Khu vực này tập trung rất nhiều khu công nghiệp. Khu công nghiệp Tân Tạo, rồi khu công nghiệp Bu Gen nữa. Rồi, Duy mời quý vị đi tiếp với Duy nha. Duy đang đi tại khu vực gọi là chợ Bãi Cát. Wow, không ngờ là khu vực này tôm cá nhiều thiệt. Các bạn xem kìa. Người ta để nha. Bán có rổ hết. Wow, cá chép to không có gì. Mực, cua đầy đủ. Dạ, cảm ơn cô. Dạ. Con chúc cô thật nhiều sức khỏe, mua bán đắt nha cô. Các bạn thấy người ta trưng bày ha, thật đẹp không? Rồi cảm ơn cô nha. Rồi có chiếc xe bốn bánh họ tới rồi quý vị. Wow. Wow, quá rơm rã cái chợ này quý vị. Đó, qua tới đây là rầy và quầy bán trái cây nè. Đó, người ta bán trái cây quý vị.
dẫn chưa? Đó, đây là cầu vượt nè quý vị, nghe cầu vượt này là ngay gốc của công ty Buzen á, nó bắt ngang cái con đường số 7 mà qua khúc này thì gọi là đường Trần Văn Dầu quý vị. Đó, có bán gà vịt nữa quý vị, có đầy đủ ha. Ở đây là đồng ý là cái chợ nhỏ nhưng mà cái mức độ mua bán rất là đông đúc và mặt hàng thì rất là đầy đủ quý vị. Nói chung là chợ này thì nghe nói là chợ bến cát, mặc dầu là chợ tự phát nhưng mà bây giờ nó đã thiệt thọ rồi, cho nên cái tên bản chợ thì không có nhưng mà họ mua bán rất là nhiều quý vị. Cái chợ bãi cát Tân Tạo này cực kỳ dài quý vị. Bắt đầu khô nè, người ta bán khô nè. Có khô đủ nữa vậy. Thấy chưa? Khô rất bắt mắt, rất đẹp ha. Để Duy sẽ đây là có bán thịt gà, chân gà luôn. Và ở đây người ta bán hết, hay gì ta để cái nào cũng vô vô cái ô nhỏ gì ha. Đó, rất là dễ chọn lựa ha. Ớt, dưa leo, cà ha, chanh ha, đầy đủ hết. Rồi quầy quý vị đi tiếp quý vị nha. Chúc các tiểu thương thật nhiều sức khỏe, mua mai bán đắt nha. Dạ, anh thì cũng sợ mình quay đăng tào lao và bị đuổi. Nói chung là mình cũng quay về cái hình ảnh ngôi chợ thân thương thôi, nhưng mà mình không bao giờ có suy nghĩ rằng là để mấy anh bị đuổi đâu quý vị. Mình cũng muốn tất cả mọi người đều kinh doanh được, mua mai bán đắt hết. Wow, chợ này dài quá vậy. Bây giờ qua tới bên đây rồi vậy. Đó, đất phía bên trái kìa. Wow, cá đẹp. Quá đẹp quá vậy. Cá đẹp quá. Này, ếch ha. Ếch cá lóc đầy đủ luôn, ếch tươi quá quý vị. Wow. Rồi, cảm ơn em nha. Bây giờ là Duy đã đi cuối cái khu vực chợ này rồi. Ở đây là đường Song Hành, khu công nghiệp Tân Tạo, phường Tân Tạo, quận Bình Tân nè quý vị. Đó, còn bên kia kìa. Đó, xí nghiệp Buzen quý vị. Đó, xí nghiệp Buzen. Hai người ta, cũng có một số người họ hay đọc cái tên là Bon Chen á. Đây là quốc lộ 1, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Rồi, nhưng mà các bạn cùng đi với Duy nha. Bây giờ mình đi về. Nhưng mình phải qua bên kia hầm mình đi, chứ đi hầm đây là đi ngược chiều là bị làm phim mà bị phạt kỳ lắm. Wow.
ơi, bây giờ là Duy sẽ chui dưới hầm. Hầm này là hầm Tân Tạo vậy. Đó. Hầm này là chui qua bên kia là xí nghiệp Bugen. Duy đi một vòng như thế này thì cái tiêu đề vậy là Duy không biết đặt cái tiêu đề như thế nào luôn nè. Dưới hầm này cũng có một số người họ bán nè quý vị.